Hello em, và chào mừng em quay trở lại với channel của chị Z. Ngon. Đánh ba Noman rồi anh em ơi. Không có lựa chọn nào tốt hơn cái lựa chọn này. Mà chỉ có này. Okay. Con này mình có thể đứng cùng hai con kia cũng được ta. Hay đứng thế này ta. Tín không nhỉ? Floor trên đôi à? Floor mình trên trước không? Thôi xong một floor game xin là 3 rồi anh em ơi. Trời ơi. Sao nó đặt đúng chỗ thế nhở? À. Chịu đây anh em ơi. Có đúng 3 thằng mà. Chán không nói nổi anh em ơi. Chán không nói nổi. À trời ơi, có đúng 3 thằng chơi game mà mình cũng gặp cái thằng mà nó còn xiên đôi mình nữa. À. Ghét thế nhở. Lại đi. Kịp trách nhà. À tên sách thánh à, căng đét. Khó nhỉ, pha này mà thua đúng là chịu ấy. Không biết nói điều gì hơn nữa. Chán sẵn rồi. Suốt ngày gặp mấy nhà khỏe khỏe vậy. Lo thực xin ông ta. Không có 2 AT này chịu. Cái kia rat 2 nữa. Đen đấy nhở. Em ơi cái trận này mình bị sao thì đen ý. Phải đen thường đâu mà siêu đen luôn ý. Quá lại nhé. Em không có đâu 40 mana này thì mình đang định đánh ám gì đó liên quan hắc ám em ấy. Không đánh cung lắm đâu. Cái thế nhở? Cả lộ cả chỉ ta lộ cả. I can bench press 40 gold bars. The door I will stop at nothing. Shall I compare thee to a summer's day? Chúng mày chờ ngọc đại thôi. Chờ ngọc đại chờ thương gì đó. Liền bên kia. Thương. Ai sợ ơi. Cung của tôi mình không chơi thì mình cứ giữ lại nhé. Để phòng thích mình chơi. Đúng, bên này xây thánh đồ lắm vậy. Bạn này lên level 6 rồi này. Hack cấp à. Cái này truy hồn cho con này không ổn lắm nhỉ.
Người lấy sách thánh cũng được, nhưng mà thôi kệ. Nó không có chuỗi thắng, mình có chuỗi thua. Chuỗi đánh này thôi. Thắm hoang được. Truy hồn cho con này đi. Hắc ám thôi. Chỗ năng riêng về đánh hắc ám thôi. Máy quay của mình đang bị hỏng nữa. Mình quay ngược màn hình lại, mình chả nhìn thấy cái gì luôn. Oh, no, no. Hai trợ thủ sớm này. Bán thần, trợ thủ, bốn trợ thủ luôn này. Cái trợ thủ này có carry được con đam không nhỉ? Nó carry đam hơi yếu không? Sợ hơi ít đam anh em. Cho đá xì nữa. Sephira đứng đây hơi hơi tù. Cho Sephira đứng giữa đi. Cờ. Cho Sephira đứng giữa là ngon đấy. Thủ sớm mà cho đánh trợ thủ cũng được. Trợ thủ khá là tín. Sợ nhiều floor là bắt thôi chứ mình sợ gì lắm. Nhiều floor xuyên luôn hơi sợ thôi. Con trợ thủ đúng kia nó hơi mỏng em. Ra tại bọn này có hai tay sách thánh thôi nhưng mà trợ có trợ thủ đầu game ok phết. Trợ thủ phải sớm. Bán thần thì không cần nữa bởi vì mình có trợ thủ rồi. Mà đánh trợ thủ rồi thì không đánh bán thần nữa. Nên cho thêm con này như là thành 6 Noman nữa nè. Thôi giờ mình bảo bọn Amelie thôi. Vẫn chưa có con nào để cầm cái ấy cho mình nhỉ? Cầm cái truy hồn cho mình nhỉ? Con gì đó? Nghe kết à? Vị thiệt. Affini không sách thánh. Nghĩ khi hay cho ba hai con bán thần này vào. Truy hồn cho lâu. Cái hai này thành 6 Roma nó mất sử trợ thủ mất. Họ cho thêm một con Floor và một con Rat này cũng được nhưng mà anh ok mà. Này thì sao đâu. Phương đáy này, phương đáy kia. Phong xiên luôn. Bọn mình cầm Hectic. Xiên được 2 phát không? Xiển phát. Ui đau xế, đau thế. Chơi game đau chê. Báo thủ nó 1.
bốn thú cộng ma pháp nghị viện, bọn này đánh đội hình quả lạ thế, thì lạ thế. Thương nè, thương thắng không? Không thuộc về nhau, chút nữa yêu được người tốt hơn, em sẽ nghèo nèo. Tám sớm, mình một con rồng, khá nhiều rồng. Đánh trợ thủ chuẩn luôn, chuẩn bài trợ thủ luôn. Chỉ cái đồ này mình thể ném cho một con khác này, con lau chẳng hạn. Mày thấy con Flo xin được luôn nhỉ? Cho nó... À đâu, cho Flo, Flo xin được luôn nhỉ? Flo có bán thần mà anh ấy, quên mất đấy. Trợ thủ không được đấy kìa. Mến cung mày xấy đau á. Nói gì nói cung nó vẫn nguy hiểm lắm. Rồi lẽ ra là tí nữa mà mình late game mình counter được cung nó. Trừ khi bạn này ba thợ săn sớm. Ba thợ săn sớm cũng hơi lo. K. Đây bọn này mình sẽ để thế này. Hoặc là để thế này đi, thế này đi. Lau này một, lau một carry à. Lau một carry hơi yếu nhỉ. Con này thì để phòng, để phòng mình không có con gì cho vào thì mình sẽ cho tạm đấy vào thôi. Xiển phát này bạn. Ma cờ rốt à? Ma cờ rốt lại chứ con đồ cho nó. Một chút nữa nha anh em nhá. Ma cờ rốt lần này chưa được vào. Chưa có đồ ma có. Thêm một từ nữa mình thêm con là xanh ca thôi. Ngon thì là con rồng luôn, thiên đôi luôn. Truy hồn này, lo xiên một phát nữa này, ok. Bán thân thì anh em tẩy lên nó lau hai giữ máu cũng khá ok nhá, không anh để lau một cũng tạm tạm. Tu lên 2 thì không cần đâu. Tu lên 2 hơi tốn tiền. Này có con này rồi thì mình sẽ bỏ con này đi này. Cho hai bạn này vào. Tao vốn không thuộc về nhau. Chúc yêu được người tốt hơn. Sẽ nèo 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 nèo. Bán thần cần không nhỉ? Không cần. Trách thương nhá, trách thương là mình vứt con rồng này hiệu quả hơn nhá. Dòng 6 nó còn 7, roll lên một vài phản nữa, nếu mà lên được con nào 2 thì ngon. Không thì mình sẽ lên 9 thôi. Liềm mặc liệt cho floor. Cũng không phải quá đẹp. Bây giờ mình có thể một lựa chọn nữa là chơi 4 hắc ám. Mình chơi 4 hắc ám thì trông nó hơi buồn cười. Phù thủy, xem phù thủy vào được. Cót quả vào. Ba con rồng, 6 con đắc anh em ơi. Đang là chúng ta sẽ phải chuyển hướng rồi, chúng ta sang tiêu diệt nhà khác thôi. Vương bên này nhé. Không thuộc về nhau.
Chứ thủ tầm này khá là khỏe nhé. Sau đó rồng, Avan Khai này đánh gì không biết. Mẹ này đánh rồng không? Hay mình roll thêm con rồng nữa nhỉ? 4 rồng, 6 nắp. Chờ một chút nhé, xem sao nhé. Ngọc đại đi. Nhẹ ngọc đại đi. Bốn rồng sáu nắc. Lên hai. Lên ba. Chơi hai rồng đi. Hai thương bên này, thương bên kia. Chứ nhìn chung cũng khá là nhiều thương, mình không biết chạy nào nên là chơi này đi. Game của bạn Lukaku thì mình gặp rồi nhá. Để ý để mình còn counter các bạn khác này. Ho xiên này. Đánh thường là chết thôi. Tao muốn thuộc về nhau. 5 con nắc. Để con Sephira cũng ngon. Giống còn 5 con. Roll thêm một tí nhỉ. Thêm tầm này khá là sớm nhỉ. Chơi cũng được nhưng mà mình gặp Lukaku rồi đúng không? Gặp bạn này thương bên này, bạn này thương bên kia, chung hai bạn hai thương cũng khá là buồn cười với nhau. Này đi. Thế này bùng lâu quá. Cũng khỏe nhưng mà bùng lâu quá. Chắc là chiêu chiêu ngồi lên 9 rồi nhỉ. Nãy cũng chả còn tướng mà roll nữa. Tướng để roll. Đồng liếc nắc nước nó hứ hết rồi. Thêm một tướng nữa mình bón floor đi, mình cho thêm hai này vào. Dù có floor cũng khá là carry đấy, không thêm chưa carry được lắm lắm. Thêm này hơi ít mana. Lên dần thôi. 4 dòng 4 nắc nên risky nữa. Dù mình nghĩ là sẽ lên được 2 đấy nhưng mà khả năng chờ bạn này đi này. Với bạn này đi nhé. Mình bắt đầu roll lên nhé. Mình dí bạn von cát kia đi. Von cát sách thánh này mình dí bạn von cát đi. Đẩy góc này dí bạn von cát. À thế này bố đau thế. Xuyên nó phát này, ok. Đấy, bạn này đi rồi mình có thêm dòng thêm nắc này. Có khi fan này roll phát này. Xem bao nhiêu con nhé. 4, 2 dòng 4 nắc. Bạn này mà đi thì quan trọng. Lukaku chắc hơi khó đi. Tạo này đi thì ngon. 4 dòng 4 nắc tiếp anh em. Kệ đi lên trên chứ. Đi. Con floor này gần như bỏ được rồi nhưng mà oh, 11.000 đam. Tiếc nhỉ, bỏ lên tiếc nhỉ. Sao bây giờ. À bây giờ khi cái này cho con rồng đi. Con rồng bây giờ đang carry hơn con thên. Con thên bây giờ nó chưa được việc lắm. Cho con thên cầm 12 kết này cũng hơi phí. Phí phải của rồi. Anh cho con thêm cầm thêm cái thương nữa, cho nó xuống cầm thêm 20 mana nữa, bổ cho sớm anh em. 40 cộng 25, 65, 65 cộng 20 bằng 85, 85 đánh thường 1-2 phát gì đấy. Bổ ngang 1 phát nữa. Tưởng vậy. Gì chẳng không cần. Có đi rắc này.
thì lắc này cọp này thường nào đây rồi. Dashi khả năng sẽ còn là con bay đi và con thêm cái liền này cho con nắc cót này, này cho con thêm này, con thêm nữa là con bay đi này, lip này. Thêm đập lên 2 cũng được luôn. Ơ chết rồi, bán sử đi rắc đi thôi. Cái ném con gì lên đạn một rồng lên. Đắc còn liệp, ơ thế liệp này rắc này bò này. Magic pervades everything. Đăng sam để bên tên 2 cũng được. Chứ hiểu này ra sách thánh mình tìm một con cát rồi đập xem con cát 2 đánh sướng. Sách thánh không ra, cái đồ này cho thêm cũng được ha. Hai thương à. Bác lấy đồ này cho thêm cũng ngon luôn. Đồ này cho thêm đi. Thương này sẽ ném tặng cho Dashi nhé. Chức năng 2 rồng trông hơi kỳ. Đã thể thêm con gì đó không? Ma lốc và Genka đi. Tạm thời không có Lily. Không còn Lily ngon, rồng nữa và cái cao nhót. Ma lốc rồng nữa này, nhót. Thương bắt đáy à? Mấy bên này sao? Rồng thổi đẹp này. Rồng thổi đẹp thêm bổ được luôn. Ôi giời ơi, tàn sát bạn này quá anh em ơi. Bạn này như chơi tự săn quỷ. Bạn này đánh gì nhỉ? À bạn này đánh thú à? Mày đánh cung à? Mỏng quá, nhìn bạn này không có tăng. Bạn này khả năng hơi căng này, khả năng bạn báo thủ này hơi căng này. Bạn thủ trông hủy diệt phết. Nếu cần mình đập lên con thêm 2 nhé, không thôi. Mày muốn một con cát nữa. Cho thêm 2 cũng được, đồ kia cho thêm khá là tí rồi đấy. Một cát bay đi. Cắt tay đi, liệp và này được cho thêm nhé, mình tin tưởng thêm hơn trận này. Đây. Cầm lặng này. Ta muốn thuộc về nhau. Cót 2. Thêm cát rồng. Rồng với rồng 3 được nhỉ? Thương đáy bên này là rồng bên đáy bên này đi. Cho nó xuống tít đáy bên kia đỡ gặp nhiều trở ngại. Bột bổ bổ xấu thế, ra vào đấy bổ hơi xấu anh em ơi. Hai bổ bổ hai đẹp này, nhưng bạn Malok phải điên quá. Phải đẩy được bọn con cát thì phải thổi được con cát cơ. Mày không ăn thua, chơi để thắng nhỉ. Chơi để thắng này là chơi để đánh con rồng ba, chơi để thắng nhá. Thêm 3 có thể nhé. Mình đang cầm những con thêm duy nhất trên bản đồ thôi. Đây bây giờ bọn này thương bắt đáy đúng không? Thương bắt đáy rồng thổi đây. Con cát đứng đây à? Con cát đứng đây mình lại ngon. Ui hai con cát à? Ra đây quả này mình sẽ thổi được con cát này, ma lốc bên kia thì kệ ma lốc bên kia đi. Sẽ nhảy được mỗi con alit của mình. Khá tín, gặp một con cát mình có khi con cát mình cần choáng được nó. Bên xui. Chứ con cát bên này lâu quá anh em ơi. Rồng truy hồn các thứ mà không thổi được nó luôn ấy. Chết đi. Nhảy. Mày thả bưởi. Mày thả bưởi. Cái gì thì chưa cần. Cần mình mua lại xong nhé. Tìm con cắt 2 thêm 2 à, con cắt thêm đi rắp cũng được. Thế này hơi khó lên 3 nhỉ. Bây giờ mình có thể thổi giữa, nhưng mà mình thổi chéo này tín hơn. Bạn kia cũng có một thương,
Quan trọng mình thổi được con cáp ấy thôi. Quan trọng là thổi được con cáp ấy thôi. Đấy, chắc lên được con Drac 2 rồi, lên được con Von Cat 2 đấy không? Thêm một tướng nữa thì mình lại thêm con Lily, mình bán thử Lily này. Mua lại được. Để bọn đá thủ em đang xếp xếp tướng nào. Chúng nó loco. Cái Von Cat đứng lại xong rồi, nhưng mà Von Cat không có sách thánh em ơi, không cản được con Ma Lốc. Chứ Von Cat là một sách thánh thì tí luôn, sách thánh để cho các thứ mình cho nó đứng lại luôn đấy chứ. Truy hồn với cả đồ mana. Mình có thể ném ngọc đại này cho con Narcot. Ném cái đồ này cho con này. Ném cái đồ này cho con Narcot tí nữa. Đó, Narcot xuống công ty được một phát khá là vui. Con Thên thì sẽ ở lại. Và con Thên sẽ bay đi, con Cát ở lại. Thương đấy à. Vẫn thổi con Cát thôi, mình vẫn đam mê thổi con Cát thôi anh em ơi. Khác thương đáy này à, thương đáy này cũng không quan trọng em, thương đáy nào cũng không quan trọng, cái trọng mình thổi con cát thôi, quan trọng mình thổi con cát thôi, thương thiết thì phụ thôi. Ui nó có bị ăn choáng đầy thế, chết luôn kìa, thế cũng không bổ được bởi vì ăn choáng của lịt teo này, chơi quả cũng chí mạng đấy. Và đấy cũng hơi chí mạng anh em ơi. Narcot mình phải đứng rời rạc hơn một tí. Narcot mình có thể luôn thêm một đồ đi. Một đồ nó khá là ngon đi. Thế một thêm mình ăn choáng đau thế. Nhưng mình bắt buộc phải đứng góc đấy. Cho ra thêm nhá. Thế thì cái này sẽ cho... Này. Cho ra thêm. Đó, Narcot thì mình sẽ tìm cách để mình cho nó bay đi được xuống cái góc đẹp hơn đấy, nhưng mà góc này khó nhở. Muốn con Narcot, thế con Narcot đứng thẳng, Narcot phải chui góc này, cho nó chui góc này, đứng đây thì nó lại bị ăn một cái dính cái thương anh em ơi. Đúng nhở. Hay cho Choi cho Thên nhở, à, hay cho Choi cho Narcot nhở. Ok, cứ để một vòng nữa xem. Một vòng nữa xem sao nhé, vòng cát bên kia mất rồi. Theo bắt đáy nhờ thêm có choi em ơi. Thêm có choi. Narcot ấy được thêm. Narcot ulti. Dính truy hồn. Malok ok chôn 10 điểm. Von Cat nhưng mà Von Cat không có truy hồn. À Von Cat không có sách thánh. Đau ớn quá em ơi, quả đấy không thổi Von Cat. Mình thổi Von Cat nữa. Căng phết nhỉ. Mình ra phải nghĩ thêm một vài ý tưởng nữa rồi. Để ý thương nhá, để ý thương nhá. Để ý thương bọn này nhá. Cứ để thương này đi. Để thương này. Con cát mình có mỗi cái liềm. Cho con cát xuống đáy nhỉ, con cát xuống đáy cầm choi nhỉ. Ở chéo thôi. Nào, cách nào khác, con cát 2 này mấy. Coi như mình không biết gì nhá, thương đáy kia xong rồi teo bắn góc này, nhưng mà Narcot mình sẽ chui được cái góc bên kia là khá là đẹp anh em ơi. Hay không? Narcot mình đứng góc này đi, chả sợ. Dính truy hồn rồi. Mà lúc bên kia nhảy điên thế. Mà lốc đứng giữa nhảy điên quá anh em ơi, mình không có gì cản nó nhở. Von Cat đứng giữa thôi, cho phải cho Von Cat đứng giữa thôi. Von Cat đứng giữa, nhưng mà Von Cat này không có. Cái thì Von Cat phải cầm choi rồi. Von Cat cầm choi. Thêm cầm này à. Tại con này chỉ cần cái truy hồn thôi mà anh em. Tướng mình cũng không cần thêm tướng gì nữa, chơi quan trọng chơi hack não này thôi. Von Cat đứng giữa, Narcot đứng kia. Khá tiện lợi rồi nhá. Justice reigns supreme. Life, such a precious, delicate little thing. Justice. Theo góc đáy này à.
thêm xuống đấy còn không quan trọng anh em, quan trọng là con cát đứng giữa nó cản ma lốc ấy. Thì đành phải mất con na cóp với con kia thôi. Thêm bổ được này, đến truy hồn này, con cát nhảy được này, thêm bổ được, ui bổ xấu thế em. Em bổ ngang lại chết hết bọn nó rồi. Căng thế nhở. Anh bãi chưa thắng bại gì đấy. Thêm sách thánh là mình cọc vào đầu liền. Chạy hai người cứ chạy nhau anh em mới ghét không. Bây giờ nhá con thêm mình cho ở lại đi. Cho con khác xuống đáy đi vì bây giờ cái con xuống đáy của mình nó không còn là carry được nữa. Nó có thậm chí cho đồ này giống thổi được luôn. Thêm ở lại. Nó có không ulti được luôn nhỉ? Pha sau là pha quyết định anh em ơi. Trừ khi pha này ra đập lên một cái tay kháng sao một con thiên ba. Sử truy hồn con nát sang cho con thiên luôn. Con thiên này phải né con von cát đằng kia này. Thứ nhất là con thiên này phải né con von cát đằng kia này. Con rồng phải thổi vào truy hồn vào mặt von cát. Rất nhiều nhiệm vụ anh em ơi. Rất nhiều nhiệm vụ. Thằng sao thật này em ơi, thích con thiên ba đi. Thế thì con này cần cho hay không? Cho con Thane cầm choi không nhỉ? Kịp bà đi, cho nó cầm đồ này đi. Con cát đến vẫn thổi được con cát này. Thane thằng góc bên này nhá. Vẫn thổi con cát này. Ok, vẫn thổi con cát. Con cát bên này rồi, má nó. Một bộ. Ok, một bổ truy hồn. Má nó sao nó chỉnh đúng giây cuối, mình nhìn giây cuối mà mình chờ đến giây cuối luôn. Cái thật. Thêm mình mà nó bổ được. Biết thế mình chơi an toàn, mình cho choi cho con thêm. Nhưng mà cho choi cho con thêm thì con cát mình nó không cản được con ma lốc. Lại cần con cát để cản ma lốc nữa cơ. Khổ thật. Thôi, hay, con này hay. Không hack não được. Đấu trí căng não nhưng mà thì thôi em, video này kết thúc rồi. Em thích chương trình hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Ai xời ơi, tiếc quá, thêm 3 một chơi game.